Vâng, xin kính chào tất cả các bạn nhé. Chúng ta lại quay trở lại với kênh YouTube của phòng kinh doanh công ty Toyota Hiroshima Tân Cảng để cập nhật những cái dòng xe cũ mới nhất vừa về đại lý. Và hôm nay ngày 7 nhá, tháng 1 năm 2020 thì mình sẽ lại dành vài phút ngắn để giới thiệu tới tất cả các bạn một cái mẫu xe vừa về trong buổi sáng ngày hôm nay. Đó là một chiếc Vios số tự động và bản G nhé. Thì chúng ta phải quan sát nhanh cái phần ngoại thất bên ngoài. Thì nhìn phía đầu xe chúng ta có thể biết được là đây là bản cao cấp nhất. Đó là hệ thống đèn và đèn LED ban ngày. Và chiếc xe này nhá, mang biển số ở thành phố 51H54418. Biển số H chúng ta có thể biết được là chiếc xe này được sản xuất năm 2019 và cũng đăng ký 2019 luôn. Một chiếc xe phải nói là siêu lướt á. Trong tất cả những cái phiên bản của Vios thì màu đỏ và màu đen là cái màu tương đối cực hiếm. Mình ước tính tầm khoảng độ 100 xe thì mới có 1-2 xe là được sử dụng cái màu đỏ màu đen thôi. Và tất cả những cái màu này thì đều phải đặt hàng trước tại nhà máy thì mới được sở hữu cái màu này nhé. Chiếc xe này vừa về trong buổi sáng ngày hôm nay xong, chúng ta phải quan sát này. Phần tay nắm cửa được mạ xi. Đó. Xe thì được trang bị cũng tương đối một số phụ kiện cơ bản như dán phim, camera xe, che mưa, chén cửa rồi này. Và xe này thì dự kiến bên mình sẽ thực hiện công đoạn làm đẹp theo thẩm Nhật Bản, mất khoảng độ 2 ngày nhé thì sẽ hoàn thiện thôi, bởi vì cũng không phải làm gì cả. Phần phía sau đây, mặc dù Vios bản G 2020 đã ra mắt tại Việt Nam nhưng mà về cơ bản thì không có quá nhiều thay đổi so với phiên bản sản xuất 2019. Chỉ có bổ sung thêm hai cảm biến phía trước và hệ thống cruise control thôi. Chúng ta quan sát cái vỏ tương đối mới nhé. Đó. Tôi coi cái đát này, tuần 19 của năm 2019. Đó. Xe sử dụng 4 tháng đĩa luôn nhá. Và mình rất là thích cái màu đỏ đô này, màu cực hiếm luôn. Rồi, ta quan sát cái phần nội thất bên trong. Vẫn là ghế da nha, ghế da màu kem và đục lỗ. Một cái thiết kế ghế đặc trưng của những cái dòng xe cao cấp của Toyota đó là đục lỗ. Ghế da và đục lỗ khác hẳn với hai phiên bản còn lại. Số km đây. Một chiếc xe được sản xuất năm 2019 và đăng ký 2019 thì số km là bao nhiêu? Tôi quan sát nhanh nhé. 14.347 km quý ạ. Một số km thực sự là cũng quá ít cho một chiếc xe vừa mới được sản xuất năm 2019. Cũng thực tế thôi, bởi vì phiên bản này thì được sử dụng mục đích gia đình, không phải là xe kinh doanh nha các bạn nhé. Không ai sử dụng bản G để kinh doanh quả. Xe sử dụng nút bấm start off và chìa khóa thông minh. Đó, như mình nói là xe được trang bị một số phụ kiện cơ bản như là DVD này. Đi kèm với DVD là camera xe. Khá sắc nét. Camera hành trình. Đó, lót sàn và thảm tắp lô, loại thảm tương đối xịn đó. Nó rất là dày và phẳng. Đối với Vios G thì chúng ta thấy được là mình thích ở đó, đó là cái hệ thống điều hòa. Có những nút bấm này. Nút bấm dạng phím đàn. Và chỉ những dòng mà Vios bản G và Atit trở lên thì mới được sử dụng cái thiết kế dạng dàn lạnh. Nút bấm kiểu dạng như thế này. Hộp số nhá, vô cấp hay gọi hộp số thông minh. Đây là cái ưu điểm của cái Vios mà mình đã cảm nhận được. Đó là cái hộp số rất là đẳng cấp và đi kèm với hộp số thông minh, đó là động cơ dual VTI. Chúng ta quan sát nhanh cái động cơ nhé. Xe mình mới vừa về xong nên là mình cũng chưa kịp làm đẹp thì dự kiến mất 2 ngày thôi. Ở bên mình sẽ hoàn tất xong cái công đoạn làm đẹp. Động cơ dual VTI nhá, 1.5 và mức tiêu hao nhiên liệu cho 100 km
ở đường Trường là tầm 5 lít rưỡi. Xe mới được bên mình kiểm tra 176 hạng mục nhé, và mới bảo dưỡng xong. Những chiếc xe thì bên mình bán về cho tất cả các bạn thì luôn luôn bảo dưỡng và thay nhớt để các bạn yên tâm hơn. Vâng nhá, và chiếc xe này đang được bên mình niêm yết mới mức giá là 550 triệu cho một chiếc xe Vios bản G nhá, bản cao cấp nhất được sản xuất năm 2019. Và so với mức giá lăn bánh của xe 2020 bây giờ, mức giá là 662 triệu thì chúng ta đã tiết kiệm được số tiền là trên 100 triệu cho một chiếc Vios gọi là siêu lướt nhá, và màu cực hiếm. Thì anh em nào mà chúng ta quan tâm chiếc xe này thì xin vui lòng liên hệ với số điện thoại dưới màn hình để biết thêm chi tiết về chiếc xe và chương trình hỗ trợ trả góp thông qua ngân hàng tài chính Toyota của Việt Nam nhé, với lãi suất cực kỳ ưu đãi. Thì xin cảm ơn và hẹn lại.